Thông điệp khẩn cấp của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi đến tất cả chủ doanh nghiệp kinh doanh thịt, cơ sở chăn nuôi cũng như ngành công nghiệp cá, trứng, sữa, lông thú, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, công nghiệp mỹ phẩm và gia thuộc. Vào ngày 22 tháng 2 năm 2020. Thông điệp từ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Bản án mà địa ngục dành cho các tổ chức kinh doanh thịt động vật và chủ cơ sở chăn nuôi. Kính thưa tất cả cá nhân, tổ chức kinh doanh thịt động vật và chủ các cơ sở chăn nuôi. Tôi muốn biết quý vị ở đâu cũng khó. Hơn nữa, thời gian lại cấp bách và tôi là một phụ nữ rất bận rộn. Vậy nên tôi đọc thông điệp trên sóng, trên truyền hình của tôi. Xin vui lòng chú ý lắng nghe. Bởi vì điều này vô cùng quan trọng đối với quý vị. Quan trọng đến nỗi tôi phải dành thời gian quý báu trong lúc tôi đang bế quan. Hiện nay tôi vẫn còn bế quan, nhưng tôi dành thời gian để thông báo cho quý vị. Quý vị phải biết điều này trước khi quá muộn. Có thể tải thông điệp này hoặc sẽ có người tải xuống và tìm cách gửi đến quý vị. Dù không biết, nhưng tôi tin chắc một số người biết quý vị ở đâu. Hãy tải thông điệp này xuống và nghe càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt. Nhưng quý vị biết, tôi đang bế quan. Tôi không biết khi nào sẽ kết thúc. Và tôi đã suy nghĩ về điều này trong một thời gian khá dài, thậm chí trước khi tôi bế quan. Dù mất nhiều ngày và thậm chí nhiều tuần và nhiều đêm để viết, đối với bản thân tôi, thời gian mà tôi có là vô cùng quý báu. Vì thế, tôi vội vã, mặc dù tôi đã suy nghĩ rất lâu về điều này, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, có lẽ một số điều vẫn chưa được đề cập. Nhưng thông điệp này hẳn là đủ cho sự hiểu biết của quý vị. Đây là bản án mà địa ngục sẽ dành cho quý vị. Hoạt động vô đạo đức nói chung. Quý vị trả vài trăm Mỹ Kim và khiến nhân viên của mình bán rẻ lương tâm của họ. Họ có lẽ không có việc nào khác ở khu vực hẻo lánh của quý vị, nơi quý vị che giấu để không biết tội sát sinh của mình. Vì cám dỗ các bậc phụ huynh thương con với miếng thịt đẫm máu được ngụy trang, được trợ giá, giá rẻ và phần giá giảm được dù bằng tiền đóng thuế của người dân để cha mẹ mua thịt, rồi buộc phải cho con em cũng như bản thân họ ăn thịt mà hầu như không ý thức về tất cả những hóa chất, dư lượng, độc tố, nội tiết tố vân vân trong miếng thịt từ xác động vật đó. Vì làm giàu và sống trong nhung lụa bằng cách gây đau đớn và khổ sở cho hàng trăm triệu người và động vật mỗi ngày. Vì luôn phí phạm hàng tỷ đồng tiền cực nhọc kiếm được của người trả thuế. Vì mua chuộc các nhân vật chính trị bằng cách hối lộ tiền bạc và dùng mưu lược của quý vị để họ không thể lên tiếng chống lại quý vị, bởi vì tự họ cũng quá bận rộn. Nhờ đó quý vị được tự do để làm thương tật, đầu độc và tàn sát loài động vật đồng cư của chúng ta. Không chỉ loài vật mà cả đồng loại của quý vị về mặt tinh thần, tâm linh, thể chất. Do hậu quả của việc ăn động vật và sử dụng sản phẩm từ động vật. Tổn thất về sức khỏe. Vì đầu độc nhân loại bao gồm trẻ em và động vật có tri giác bằng thịt, trứng, chứa đủ loại hóa chất, mang danh nghĩa thuốc men cho sức khỏe con người. Vì gây tổn thất hàng tỷ 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 cho ngân khố quốc gia. Vì bệnh tật nghiêm trọng và vì gây tổn thất cho đất nước hàng tỷ 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 đồng tiền lao động vất vả của người dân để chữa trị tất cả những bệnh liên quan đến thịt. Vì gây ra quá nhiều buồn khổ, đau đớn về mặt thể chất, cảm xúc, tinh thần cho những người không biết, khiến họ bị thương tật, què quặt, bại liệt, rồi chết trong thống khổ và cho gia quyến của người quá cố. Vì gây cảnh chia lìa cho gia đình và bằng hữu do bệnh tật và tử vong và các hậu quả liên quan đến thịt. Vì sinh mệnh của những bạn bè
và người quen đã bị tước đi trong bệnh tật và đau đớn bởi cái gọi là ngành công nghiệp vô đạo đức, đẫm máu, sát sinh, tàn ác hơn địa ngục của quý vị, ngành công nghiệp thịt. Vì sức khỏe cá nhân của những chúng sinh giàu tình thương do hành xử tàn ác, khủng khiếp của quý vị đối với các động vật vô tội, bất lực, đáng thương, làm cho những người đó bất lực, tức giận, đau buồn, thống khổ, và do đó trở nên kém hiệu quả trong sứ mạng của họ đối với Thượng Đế và nhân loại, hoặc thậm chí trong bất cứ việc trần thế nào của họ. Hủy diệt địa cầu. Vì gây ra tình trạng khẩn cấp về khí hậu do lối chăn nuôi thú vật vì lợi lộc của quý vị, gây ra khí mê tan giữ nhiệt và không màng đến sinh mạng của hàng tỷ chúng sinh trên địa cầu, bao gồm các loài quý báu đang có nguy cơ tuyệt chủng và nhiều loài đã có trong danh sách bị tuyệt chủng rồi. Vì gây ra nạn phá rừng bằng cách cắt nát các lá phổi vĩ đại của thế giới chúng ta. Vì gây ô nhiễm nguồn nước, sông ngòi, đại dương, môi trường, không khí và đất đai. Vì gây cạn kiệt rất nhiều nguồn tài nguyên, bao gồm thiếu hụt thức ăn và nước uống do nuôi động vật, và gây hạn hán dẫn tới ảnh hưởng thảm thương hơn đối với đời sống con người lẫn đời sống động vật. Phá rối trật tự. Vì vi phạm pháp luật của quốc gia quý vị với vai trò người chăm sóc động vật, luật pháp giao phó và tin tưởng rằng quý vị bảo vệ động vật khỏi tất cả đau đớn, sợ hãi và đối xử tàn ác, vân vân. Chỉ nhìn vào cơ sở chăn nuôi quý vị một lần, ai cũng có thể làm chứng điều ngược lại. Điều ngược lại là có thật với việc kinh doanh của quý vị. Và dù luật pháp của quốc gia quý vị tuyên bố rằng quý vị không được ngược đãi động vật, không được khiến cho họ sợ hãi, không tàn ác với động vật, vân vân. Quý vị nhét họ vào một củi nhỏ mà suốt đời họ không thể xoay mình, không thể sinh con của họ tại một nơi nhân đạo và tử tế để họ nuôi dưỡng các con như cha mẹ vốn nên làm. Thay vào đó, con họ phải chịu cảnh chật hẹp và chen chúc trên khắp thân mẹ trong một củi nhỏ bằng sắt. Tưởng tượng, nếu đó là mẹ của quý vị và bản thân quý vị cùng anh chị em, như heo trong nhà máy của quý vị, chúng ta sẽ gọi đó là gì? Họ có cảm xúc, quý vị biết mà. Và quý vị tàn sát họ. Tôi chỉ quá kiệt sức khi nghĩ về những điều này mấy ngày nay trước khi tôi đọc. Tôi phải soạn thảo trước và đọc thông điệp này bây giờ. Chúng ta sẽ gọi đó là gì? Quý vị tàn sát họ một cách tàn bạo trong khi họ vẫn còn ý thức và vẫn còn sống. Vậy, đó là lòng nhân từ hay sự tàn ác như địa ngục? Tôi thấy tệ hơn cả địa ngục, tệ hơn cả một số địa ngục. Vì chống lại không chỉ nhân luật mà cả thiên luật nữa. Điều răn quan trọng nhất không được sát sanh. Tất cả các tôn giáo đều nói như thế, không phải chỉ Thiên Chúa giáo, mà tất cả các tôn giáo lớn đều nói điều tương tự, không được sát sanh. Vậy, quý vị làm việc cho bên nào? Bởi vì Thượng Đế nói không được sát sanh. Thượng Đế không nói cụ thể là không được giết người mà thôi. Vậy thì quý vị không đứng về phía của Thượng Đế rồi. Và quý vị cũng không đứng về phía đúng đắn của pháp luật nữa. Vì khiến chính phủ bận rộn thêm với nhiều quyết định khó khăn do việc kinh doanh của quý vị. Bởi vì cái gọi là kinh doanh sát sinh này đã được bình thường hóa, nên các chính phủ không biết phải làm gì hay làm thế nào để đối phó với việc kinh doanh ác độc của quý vị. Do đó, khiến họ, buộc họ trở nên yếu thêm và thành những đồng phạm bất đắc dĩ. Vì khiến người thi hành luật phải làm thêm công việc đầy căng thẳng, không cần thiết, ngoài ý muốn, thường phải đối phó với các cuộc biểu tình vì quyền động vật ở khắp nơi ngày nay. Cho dù đây là các cuộc biểu tình ôn hòa, nhưng cảnh sát đã có quá nhiều việc rồi, đã có quá nhiều việc khó khăn, căng thẳng rồi.
và tất cả những tội phạm mà họ phải xử lý cũng chủ yếu xuất phát từ lối dinh dưỡng ăn thịt, gây ra sự mất cân bằng tâm lý, khiến cho người dân dễ ngã về mặt trái của luật pháp hoặc hành động ngược lại với ý muốn của chính họ. Gì khiến cho con người, bao gồm bản thân Thanh Hải Vô Thượng Sư, bị mất ngủ, mất thời gian quý báu, đau đớn trong tâm, nguy hiểm về sức khỏe và tài chính, đối phó và xử lý về vấn đề này, do việc làm đáng khinh của quý vị? Thoái hóa nhân loại. Vì làm mất phẩm giá, các linh mục và tăng ni thánh thiện vô tội rơi vào bẫy của quý vị, để rồi cũng phải tiêu thụ thịt của những tạo vật bất lực, dễ thương mà Thượng Đế đã yêu thương tạo ra, hẳn nhiên không phải để ăn. Bởi vì không được sát sanh, không được giao du với những kẻ uống rượu, ăn thịt, thậm chí không được giao du, chứ đừng nói tới ăn thịt. Nhưng với mọi sự hối lộ mạnh mẽ này, nhân loại luôn bị kéo vào cái bẫy này. Tôi cảm thấy thật tội cho mọi người. Vì thế, tôi không nói dòng do nữa. Chúng ta cần phải nói thẳng thừng. Đã đến lúc rồi. Đã quá trễ rồi. Lẽ ra tôi nên làm vậy sớm hơn. Tôi đã quá mềm mỏng, quá lịch sự. Và cách này không hiệu quả lắm. Vì vậy, bây giờ chúng tôi thử phương cách khác. Là như vậy. Thượng Đế tạo ra động vật không phải để chúng ta ăn. Nhưng bởi vì thịt đã ở đó sẵn rồi và mọi người đều ăn, nó trở thành một thói quen trong xã hội. Thậm chí các tăng ni và linh mục, họ yếu đuối, họ bận rộn, họ có nhiều thứ phải học, họ có việc làm cho tha nhân, có tín đồ của họ. Vì vậy, họ ăn bất cứ gì có sẵn ở đó, bất cứ gì sẵn sàng cho họ. Vậy nên, ăn thịt động vật làm suy sút vị thế thánh thiện của các tu sĩ trong mắt thiên đàng, và có thể còn bị kết tội nơi âm phủ nữa, mà thậm chí không phải tất cả họ đều ý thức được điều này. Vì kéo nhân loại vào tình trạng suy đồi của thói quen ăn thịt ghê tởm, ra khỏi thân phận mà chúng ta lẽ ra nên là những con người nhân từ của Thượng Đế, đỉnh cao của sự sáng tạo. Vậy nên, họ cũng có thể phải chịu sự thanh tẩy đáng sợ. Gì khiến cho chính phủ và loài người mang tiếng bạo ngược, khiến toàn cõi sáng tạo sợ hãi và khiến loài khiêm tốn nhất như các bạn chó phải ghê tởm? Gì gián tiếp kích động chiến tranh và hận thù giữa con người và các chúng sinh liên quan khác bằng việc làm ra sản phẩm thịt chết có sẵn và quảng cáo hạ giá với sự trợ cấp của chính phủ? Quý vị biết mà, lại là tiền của người nộp thuế, để rồi khi tiêu thụ thịt, họ mất đi phần nào lương tri. Điều này sẽ càng thổi bùng nguyên nhân của sự xung đột. Vì làm thế giới của chúng ta thành một xã hội có thói quen hung ác đầy bạo lực, xã hội giết chóc, luôn sát hại hàng tỷ động vật có tri giác ở nơi đẹp đẽ này, mà lẽ ra chúng ta nên chia sẻ với tất cả đồng cư. Vì thế, khiến con người quên đi bản tánh thật của họ là con Thượng Đế, đẩy họ vào các địa ngục đau khổ vĩnh viễn. Hãy quay đầu ngay bây giờ. Hãy quay đầu ngay bây giờ. Quý vị phải quay đầu, ngay cả vì lợi ích của chính quý vị. Bởi vì nếu quý vị không quay đầu, quý vị sẽ đau khổ trong địa ngục. Quý vị sẽ chịu đau khổ hơn cả những động vật mà quý vị đã bán, giết, làm thương tật, bị đá, bị tê liệt, thậm chí bị dìm chết trong cái gọi là hồ thuốc tẩy trùng trước khi bị cắt cổ. Hãy quay đầu ngay bây giờ. Nếu quý vị vẫn còn là con người, hãy quay đầu, bởi vì cũng có một số yếu tố khác mà quý vị nên cân nhắc. Sau đây chỉ là vài ví dụ như người ta có thể kiện quý vị bởi vì họ thống khổ, tức giận và đau đớn, hoặc cho chính bản thân họ phải chịu bệnh tật liên quan đến thịt bởi những điều được nêu ở trên. Người ta cũng tức giận vì họ biết ngành kinh doanh thịt gây ra khí mê tan, khiến ham nóng toàn cầu,
với tốc độ không thể tưởng. Thật không thể tưởng tượng và đang tăng tốc. Người ta lo lắng về tương lai của chính họ và tương lai của con cháu họ. Thậm chí trẻ em ngày nay mới 12 tuổi, 16 tuổi đã xuống đường kêu gọi các chính phủ thay đổi chính sách để ngừng công nghiệp thịt. Bởi vì họ nghĩ tương lai của họ sẽ không còn nếu địa cầu không còn, hoặc địa cầu nóng lên vượt quá sức chịu đựng. Những người đó có thể kiện quý vị vì tất cả những điều kể trên. Nhưng tôi vẫn nghĩ quý vị cũng là con người. Quý vị có thể lầm lỗi. Trong tâm quý vị đâu đó vẫn còn chút thương cảm. Đôi chút phẩm chất thượng đế vẫn còn ngủ say, chờ được đánh thức. Vì vậy, tôi vẫn đang chờ. Tôi đã yêu cầu thiên đàng ban cho tôi nhiều lực lượng hơn để tôi có thể giúp những chúng sanh này, những người khó giúp, như trường hợp của quý vị. Nhưng dù vậy, tôi không thể kiểm soát tâm trí của người khác, quý vị hiểu không? Người ta có thể dẫn kiện quý vị bởi vì họ bị dằn vặt quá mức chịu đựng của trái tim nhạy cảm. Điều đó đã xảy ra cho tôi, quá thường xuyên, không đếm được. Tôi là một trong số họ. Con người, nếu phải chịu đựng hơn nữa, họ sẽ không còn gì để mất, không còn gì để sợ hãi, và họ sẽ thắng. Và tiền thắng kiện sẽ được dùng cho những việc xứng đáng như tặng các tổ chức cứu sinh mạng như Hội Chữ Thập Đỏ, Cứu Trợ Trẻ Em, Cứu Thế Quân. Các tổ chức đó làm việc thiện cho thế giới và luôn có mặt để giúp đỡ những người yếu đuối và khốn khó. Hoặc có lẽ các nhóm tăng ni làm việc vì hạnh phúc tha nhân, chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi, người lớn tuổi, người vô gia cư, người đau yếu không nơi nương tựa. Hoặc họ sẽ tặng cho những trẻ mồ côi có cha mẹ qua đời do ăn thịt và bị bệnh, mắc bệnh nan y như bệnh tim, ung thư hoặc tâm thần. Họ chết vì ăn thịt để làm giàu cho túi tiền của quý vị, để quý vị có thêm nhiều chiếc xe hào nhoáng, hoặc và để mở rộng các dinh thự và những cơ sở chăn nuôi như địa ngục của quý vị. Tặng những cộng đồng bị tàn phá bởi nạn đói và suy dinh dưỡng gây ra, bởi hầu hết ngũ cốc được dùng để nuôi động vật trong ngành chăn nuôi của quý vị, thay vì nuôi những người đang rất cần thực phẩm đó. Quý vị có thể thấy trên truyền hình, nhiều trẻ em chỉ còn da bọc xương. Quý vị có thể đếm từng cái xương của họ. Quý vị biết mà, ngày nay, người ta có thể biết nhiều điều. Họ có thể kiểm tra thông tin, họ có thể xem truyền hình, họ có thể tìm trên mạng Internet để có được kiến thức cần thiết. Để tạo công ăn việc làm cho con người, để họ trồng lại rừng, giúp bổ sung dưỡng khí, duy trì mọi sự sống trên địa cầu, gồm sự sống của chính quý vị và thân quyến. Sự sống quý báu mà quý vị tước đoạt không hề cân nhắc. Có lẽ quý vị không cố tình làm điều đó, có lẽ không nghĩ về điều đó, nhưng giờ quý vị phải nghĩ, bởi vì điều đó liên quan tới quý vị. Quý vị sẽ đọa địa ngục và đau khổ gấp ngàn lần hơn so với những gì mà các bạn thú và con người phải chịu đựng vì ngành kinh doanh đẫm máu của quý vị. Tôi không nguyền rủa. Máu dính trên tay của quý vị, trên thân thể, trong tóc của quý vị, trong bụng của quý vị, trong hơi thở, trong phổi của quý vị, trong xe, trong nhà của quý vị, trong thức ăn, trong giày của quý vị, giày da mà quý vị mang. Mọi thứ chúng đều nhuốm máu, đẫm máu. Tiền bồi thường có thể dùng để mở các nông trại hữu cơ thuần chay, hoặc nhà hàng, khách sạn thuần chay, hoặc sản phẩm thuần chay hữu cơ khác. Vậy nên, hãy quay đầu lại ngay, bởi vì quý vị cũng đang làm hại chính mình và sẽ kéo bản thân hoặc và thân nhân mình vào nấm mồ sớm hơn do những bệnh liên quan đến thịt. Và sớm hơn tới quỷ ma chực chờ trong địa ngục, chúng sẽ tra tấn quý vị không ngừng và quý vị sẽ chịu đau khổ còn kinh hoàng hơn những gì quý vị đã gây ra
cho các bạn thú bất lực đáng thương dưới sự đối xử tàn bạo của quý vị. Tôi nói rồi, tôi không muốn nói dòng dò nữa. Tôi phải nói thẳng, không dè dặt nữa, để có thể có tác dụng cứu thế giới chúng ta và cứu linh hồn quý vị, linh hồn của thân nhân và dòng tộc của quý vị. Hãy quay đầu ngay khi còn có thể. Nhỡ ngày mai quý vị chết thì sao? Cuộc đời là vô thường. Quý vị sẽ xuống thẳng địa ngục. Tôi thề với Thượng Đế, tôi nói sự thật với quý vị. Tôi biết địa ngục ra sao. Quý vị sẽ không muốn ở đó đâu. Làm ơn đừng xuống đó. Dù chỉ nghĩ tới quý vị phải xuống đó chịu đau khổ, cũng khiến tôi đau lòng. Xin hãy quay đầu lại ngay bây giờ. Quý vị sẽ không ai ở đó cứu giúp quý vị nếu quý vị ở địa ngục. Hãy sám hối ngay bây giờ khi vẫn còn cơ hội. Hãy làm lại từ đầu, bắt đầu một cuộc đời mới. Tôi hứa sẽ thay mặt quý vị can thiệp với thiên đàng. Tôi sẽ ở đó để giúp quý vị. Tôi có đủ quyền năng, nhưng quý vị phải quay đầu và hối cải. Bởi vì nếu không, điều đó nghĩa là quý vị sẽ không thể cứu được. Quý vị có phẩm chất rất rất thấp. Quý vị có phẩm chất quá thấp, không sao thay đổi được. Trong trường hợp đó, tất cả chúng tôi bỏ cuộc với quý vị, và quý vị phải tự mình gánh chịu. Hãy chuyển sang canh tác. Các cửa hàng thuần chay, khách sạn, nhà hàng thuần chay, các sản phẩm mỹ phẩm thuần chay, vân vân và vân vân. Để thay thế, việc này sẽ giúp quý vị có được đời sống thiện lương trên địa cầu và có một nơi trên thiên đàng. Tôi được ban cho nhiều lực lượng hơn để giúp nhân loại, bao gồm quý vị, đặc biệt là quý vị. Nhưng tôi vẫn chờ quý vị quay đầu lại với bất kỳ sự kiên nhẫn và sức lực nào còn lại của tôi. Tôi cầu nguyện tình thương nội tại của quý vị sẽ thức tỉnh để linh hồn quý vị chiến thắng mọi ảnh hưởng tiêu cực xung quanh và sự vô minh. Vì tôi biết rằng bên trong quý vị có bản chất từ bi bẩm sinh, vốn có từ thuở khai thiên lập địa. Vì tôi cũng thương quý vị, tôi đã nghĩ về quý vị. Tôi nghĩ về những hoàn cảnh đã đưa đẩy quý vị xa vào việc kinh doanh này như thế nào. Vì muốn tạo sự nghiệp trên thế gian để mang lại mức sống tốt hơn cho gia đình quý vị. Quý vị hẳn phải có lý do của mình, và quý vị đã không nghĩ về những điều này. Có lẽ chưa từng có ai nói quý vị biết, hoặc có lẽ quý vị quá bận rộn cho việc kinh doanh này. Quý vị không lắng nghe, hoặc không có thời gian lắng nghe. Vì tôi cũng thương quý vị, bất kể những gì quý vị đã làm. Quý vị thậm chí không ý thức được tất cả những gì quý vị đã làm, phải không? Và quý vị còn không ý thức được những hậu quả có sức tàn phá với thế giới chúng ta, với khí hậu, với con người và mọi loài khác, với bản thân quý vị và cả người thân nữa, phải vậy không? Bởi vì nếu quý vị ý thức được tất cả điều đó, quý vị sẽ không kinh doanh ngành này. Tôi nghĩ tôi khá chắc chắn về điều đó. Quý vị có biết tại sao tôi lại khá chắc vậy không? Bởi vì tôi hiểu ma dương, hay chúng ta còn gọi là quỷ Satan, vua của ảo tưởng. Chính ác quỷ đã bịt mắt hầu hết linh hồn con người và dẫn chúng ta vào lối mòn xấu xa, đồi bại. Đã quá lâu rồi, đến nỗi chúng ta quên mất đường đúng để về nhà. Chúng ta đều thật sự đáng thương. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân. Vì thế, tôi thật sự thương quý vị, cảm thấy xót xa cho quý vị. Biết đâu, cũng có thể là tôi, nếu rơi vào những hoàn cảnh nào đó. Ai biết được. Vậy, xin hãy quay đầu lại ngay. Tôi sẽ là người bạn của quý vị. Tôi sẽ làm hết sức để nâng quý vị lên, để đưa quý vị về nhà, nơi quý vị được an toàn, được yêu thương và tôn trọng như con người xứng đáng của Thượng Đế mà quý vị vốn là vậy. Quý vị phải quay đầu lại ngay, bởi vì nếu một ngày nào đó thế giới trở thành thuần chay, sẽ như vậy. Thế giới sẽ trở thành thuần chay. Và khi điều đó đến, có
con cái của dì sẽ bị chế nhạo ở trường học là những kẻ sát nhân man rợ. Với lối sống thuần chay ngày nay đang trở nên mạnh mẽ và phổ biến, có lẽ các em đã phải chịu đựng sự chế giễu đó rồi. Bị chế giễu đến xấu hổ. Tôi không nghĩ các em sẽ thương quý vị vì điều này. Nếu thế giới trở thành một nơi thuần chay, quý vị cũng sẽ bị xem là những kẻ giết trẻ em. Trẻ em trong hình hài thú vật, bởi vì nhìn chung họ đều có chỉ số thông minh tương đương với trẻ nhỏ. Nghiên cứu gia hàng đầu về chó, tiến sĩ Stanley Coren, giáo sư danh dự tại Đại học British Columbia ở Canada, cho thấy trí thông minh của chó tương đương với trí thông minh của một em bé từ 2 đến 2 tuổi rưỡi. Vậy, họ là những em nhỏ, họ là trẻ em, chỉ là trong hình hài khác. Quý vị sẽ không giết họ nữa, đúng không? Quý vị không phải là những kẻ giết trẻ em, mà, phải không? Không, tôi không tin vậy. Quý vị chỉ quá bận để nghĩ đến. Quý vị quá bận mà thôi. Quý vị phớt lờ cảnh báo bên trong, từ trái tim mình. Quý vị quá bận rộn. Quý vị quên cảm nhận những gì tâm mình muốn làm. Hãy thức tỉnh ngay. Hãy quay đầu lại. Có nghiên cứu của một khoa học gia khác, nhà thần kinh học và chuyên gia hành vi động vật, tiến sĩ Lori Marino nói rằng, heo có cùng một số khả năng nhận thức như các loài thông minh cao đẳng khác như chó, voi, tinh tinh, cá heo và ngay cả con người, thấy không? Một nhà khoa học thậm chí nói rằng ngựa, thí dụ vậy, có chỉ số thông minh cao bằng một em nhỏ 12 tuổi. Nhớ lại những điều này thật là căng thẳng cho tôi. Tôi không thể quên bao nhiêu khổ đau họ phải chịu đựng. Mà không có ai ở đó thậm chí nói lên một lời để binh vực cho họ. Không có ai ở đó giúp họ. Tất cả loài vật đáng thương này, trời ơi, tưởng tượng nếu đó là quý vị. Loài vật biểu lộ vui vẻ, biểu lộ đau buồn. Họ biểu lộ tình thương và lòng từ bi đối với các loài khác bao gồm con người. Họ cũng cứu người rất thường xuyên mà chúng ta không luôn có máy quay để thu lại. Những gì chúng ta có thể thu lại, chúng ta biết rằng loài vật thật sự là đại sứ của tình thương, những đại biểu của thiên đàng. Quý vị xem truyền hình Vô Thượng Sư, chúng tôi luôn luôn có các đoạn phim chiếu động vật, động vật cứu con người, động vật cứu trẻ em trong các hoàn cảnh khác nhau. Và bạn chó không khác gì với một bạn bò hoặc một bạn heo hoặc một bạn gà. Họ, loài vật, giúp khi nào họ có thể và biểu lộ lòng trung thành tuyệt đối. Họ tốt hơn nhiều người trong chúng ta. Vì vậy, hãy ngừng giết hại. Dừng ngay bây giờ và sám hối để lòng từ bi của Thượng Đế không bị cản trở cho quý vị và người thân vì một bức tường năng lượng hiểm ác đang bao quanh quý vị do hành động man rợ của quý vị. Nó bao quanh quý vị và toàn bộ gia tộc của quý vị. Có lẽ quý vị không có đôi mắt nhìn thấu được những thứ vô hình. Nhưng hãy đi hỏi nhà siêu linh nào đó. Họ sẽ bảo quý vị có màu sắc gì xung quanh quý vị. Biết không? Như hình Chúa Giêsu và Đức Phật, các ngài có hào quang quanh đầu hoặc quanh thân thể của các ngài. Quý vị không có. Quý vị chỉ có màu đen như than, hoặc có lẽ là cà phê, màu cà phê đậm. Quý vị đang làm lu mờ ánh sáng bên trong quý vị. Quý vị che nó lại bằng những chất và năng lượng bất lợi do công việc phi đạo đức của quý vị. Hãy thay đổi. Có nhiều cách để kiếm được tiền, thật sự vậy. Hãy đổi sang kinh doanh thuần chay hữu cơ thay vào đó để chuộc lại tội lỗi của quý vị, giúp địa cầu bình phục. Thỉnh cầu chính phủ của quý vị giúp đỡ để bù đắp và trợ cấp hướng đi mới của quý vị. Và thiên đàng sẽ tha thứ cho quý vị. Tôi tha thứ cho quý vị. Địa cầu sẽ tha thứ cho quý vị. Và con người chúng ta, động vật và thiên nhiên sẽ đều tha thứ cho quý vị. Bởi vì quý vị không biết những gì quý vị đang làm. Ý tôi là, có lẽ quý vị thấy, quý vị biết, nhưng quý vị thật sự không nhận ra. Bởi vì quý vị bận rộn, tâm trí quý vị đặt ở chỗ khác.
Tâm trí quý vị không câu thông với sự đau khổ của loài vật, vốn không thể nhầm lẫn, không thể làm ngờ được. Nhưng con người chúng ta đôi khi buồn cười. Chúng ta không nhìn thấy thực tế, cho dù điều đó ngay trước mắt mình, chúng ta không thấy sự thật, mặc dù chúng ta nghe bằng chính đôi tai của mình. Thành ra, chúng ta kết án Chúa Giêsu, tìm cách ám sát Đức Phật và nhiều minh sư thánh thiện khác. Xin thức tỉnh ngay bây giờ và quay đầu lại. Hãy làm đời quý vị đáng sống, làm cho Đấng sáng tạo tự hào. Tôi sẽ ở đó giúp quý vị. Một lần nữa, tôi hứa đời này và đời sau là bạn hữu tốt nhất mà quý vị có thể có. Tổng kết lại, tôi cảm ơn thiên đàng, tất cả thiên đàng, vì đã ban cho tôi nhiều giá trị hơn nữa qua lực lượng tình thương được hứa để có thể thăng hoa tất cả những ai hối lỗi. Tôi cảm ơn các bạn chó của tôi vì lòng kiên nhẫn bất tận của họ, sự hiểu biết chân chánh, tinh thần hỗ trợ chân chánh, sự hy sinh chân chánh và tình thương to lớn, vĩ đại vô cùng. Họ chỉ biết yêu thương mà thôi. Tôi cảm ơn nhân viên tuyệt diệu của tôi, những người luôn sẵn sàng cho công việc của tôi, những người cứ đánh máy đi đánh máy lại bản báo cáo này để tôi có thể đọc cho quý vị bây giờ. Bởi vì tôi chỉ có một mình ở đây, tôi phải gửi đi, tôi viết tất cả bằng tay, bằng chính tay tôi. Và sau đó, họ phải giúp tôi đánh máy cho rõ ràng, để tôi có thể đọc. Nhân viên của tôi, nhân viên truyền hình vô thượng sư, nhân viên tuyệt diệu của tôi, những người luôn sẵn sàng vì công việc của tôi, để hỗ trợ tôi, giúp tôi bất kể lúc nào và ở đâu, hoàn cảnh tốt hay xấu, dù mưa hay nắng, chỉ để giúp thế giới chúng ta tốt hơn, chỉ để giúp thăng hoa tha nhân, chỉ để giúp thức tỉnh những người không ý thức được họ đang làm gì như quý vị và hoàn cảnh của quý vị. Tôi cảm ơn những người ủng hộ chân thành, ý nói về mặt tinh thần. Tôi không có ý nói tài chánh, tôi không lấy tiền, tôi không quyên tiền. Tôi tự kiếm tiền, tôi kiếm sống bằng cách thiện lành, sinh kế thiện lành. Tôi thiết kế nữ trang như cái này chẳng hạn, và một số trang sức này ở đây. Tôi còn thiết kế thánh giá này với tên gọi thánh ái rực rỡ vô thượng. Thiết kế này vinh danh Chúa Giêsu Kitô. Thánh ái rực rỡ vô thượng. Chúa Giêsu chịu khổ quá nhiều cho chúng ta. Tối thiểu chúng ta làm gì đó để Ngài hãnh diện, để những giọt máu của Ngài chảy xuống xứng đáng. Ít ra để bày tỏ lòng tri ân đến Chúa Giêsu, đến Đức Phật, Đức Mahavira, Đạo sư Nanakdesi, chẳng hạn, và tất cả vô số chúng sinh thánh thiện thiên đàng khác. Các ngài đã ban ân điển cho địa cầu với tình thương, trí huệ và lực lượng tâm linh siêu phàm của các ngài để thăng hoa nhân loại. Tôi cũng cảm ơn những người cùng chí hướng, nghĩa là những người có cùng mục tiêu bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Cầu mong tất cả quý vị được bình an trong đặc ân của Thượng Đế. Mong sao quý vị không bao giờ quên Thượng Đế. Thưa các bạn đồng cư của tôi, có lẽ một số từ ngữ không được lịch sự lắm, nhưng tôi không muốn dùng thêm từ ngữ lịch sự nào nữa. Tôi đã dùng các từ ngữ đó gần 40 năm qua rồi. Kết quả không được khả quan lắm. Nó có ảnh hưởng phần nào nhưng quá chậm, và địa cầu đang lâm nguy. Và không ai từng nói với quý vị rằng loại kinh doanh của quý vị sẽ kéo quý vị xuống địa ngục, thật vậy. Có thể là một thời gian dài, 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 rất dài trước khi quý vị thậm chí có thể thoát khỏi địa ngục và thoát ra để trở thành gì, quý vị thậm chí chưa biết. Tôi là một phụ nữ bận rộn, tôi có công việc phải điều hành, tôi có truyền hình vô thượng sư phải chăm lo, tôi phải chăm sóc nhân viên của tôi. Tôi phải chăm sóc chó của tôi. Vì vậy, lần này tôi phải làm điều này một cách thẳng thừng và nhanh gọn. Cho nên, đây đều là từ tấm lòng chân thành của tôi. Nước mắt tôi tuôn trào trong khi viết những điều này cho quý vị.
Hy vọng quý vị sẽ nhớ đến danh hiệu của tôi. Hy vọng quý vị sẽ đủ sáng suốt để dùng tình thương trong mọi việc quý vị làm. Nhưng sau cùng, nếu quý vị không lắng nghe, không thay đổi lối sống của mình để làm theo lòng từ bi của quý vị, để đánh thức tia sáng thánh thiện bên trong quý vị, thì tất cả chúng ta có thể cùng diệt vong. Quý vị, tôi, người thân của tôi, của quý vị, toàn thế giới, động vật, con người sẽ biến mất khỏi mặt địa cầu này. Tôi vẫn nuôi hy vọng là quý vị sẽ thay đổi. Tôi vẫn dành tình thương cho quý vị và tất cả chúng sanh trên địa cầu. Chỉ trong trường hợp quý vị không thay đổi lối sống của mình, xin hãy nhớ danh hiệu chân chính của tôi khi quý vị ở dưới địa ngục. Hãy gọi để giúp quý vị. Tôi không thể bảo đảm là giúp được. Thứ nhất, trong địa ngục 99,9% cư dân, những nạn nhân địa ngục bị trừng phạt ở dưới địa ngục không nhớ bất cứ gì hết. Thành ra họ mới tiếp tục ở dưới địa ngục. Một số là vĩnh viễn. Bởi vì khi họ đọa địa ngục, họ bị làm cho quên hết. Giống y như chúng ta ra đời trên địa cầu này, chúng ta bị làm cho quên hết. Tưởng tượng trong kiếp này, chúng ta không đau khổ nhiều như trong địa ngục, mà chúng ta vẫn quên. Quên rằng Thượng Đế đã nói không được sát sanh. Quên giáo lý của Chúa Giêsu, quên giáo lý của Kinh Thánh, quên giáo lý của Phật. Chúng ta nói chúng ta là Phật tử, là tín đồ Thiên Chúa giáo, tín đồ Hồi giáo, tín đồ Đạo Sikh, tín đồ Ấn Độ giáo, vân vân, vân vân. Nhưng chúng ta không làm những gì mà thầy chúng ta dạy nên làm. Như luật của vũ trụ, ngươi không được sát sanh, ngươi không được gây tổn thương cho chúng sinh khác. Hoặc những gì ngươi không muốn người khác làm cho mình thì đừng làm cho người khác. Đây là giáo điều chính, nguyên tắc chính của tất cả các tôn giáo trên địa cầu và chúng ta quên hết. Quý vị nhớ tên Chúa Giêsu. Quý vị nhớ tên Chúa Giêsu ngày đêm bao nhiêu lần? Quý vị thậm chí cầu nguyện bao nhiêu lần? Cho dù quý vị cầu nguyện, không ai lắng nghe quý vị, bởi vì Thượng Đế nói rằng tay của quý vị dính đầy máu, bởi vì quý vị giết những con vật vô tội. Họ thậm chí giết để cúng dường Thượng Đế, nhưng Thượng Đế không muốn vậy. Thượng Đế nói, hãy rửa sạch tay của các ngươi, bằng không, khi các ngươi cầu nguyện, ta sẽ ngoảnh mặt đi. Ngài không muốn bất kỳ vật nào bị giết, ngay cả cúng dường Ngài. Làm sao Ngài có thể hài lòng khi chúng ta giết họ chỉ để ăn, với cái giá của những thú vật vô tội, gây ra cho họ quá nhiều sợ hãi, đau khổ suốt đời họ. Suốt đời họ cho tới giây phút cuối cùng, thậm chí chết một cách kinh hoàng. Vậy, xin vui lòng, ngừng ngay bây giờ. Tôi chỉ hy vọng quý vị sẽ nhớ danh hiệu của tôi nếu quý vị ở trong địa ngục. Nhưng tôi không nghĩ vậy, đó mới là vấn đề. Nếu quý vị nhớ được thì tôi có thể giúp quý vị. Nhưng tôi không nghĩ, gần như xác suất bằng không, là quý vị có thể nhớ tên của bất kỳ vị thánh nào trong quá khứ, hiện tại hoặc vị lai. Bởi vì hoàn cảnh ở địa ngục, bởi vì sự kinh sợ xung quanh, bởi vì sự đau đớn gây ra cho quý vị là không ngừng, bất tận. Lặp đi lặp lại mãi. Nhưng quý vị sẽ không chết. Quý vị cứ phải sống để chịu đau khổ mỗi sát na. Cho nên, quý vị không thể nhớ bất cứ gì ngoài việc mình đang ở trong địa ngục và sự đau đớn. Nó làm cho quý vị quên hết. Nên, tôi cảm thấy thật sự thương tiếc tưởng tượng rằng quý vị phải đau khổ quá nhiều nếu quý vị đọa địa ngục. Xin hãy thay đổi đời sống quý vị bây giờ. Tiền không phải là tất cả, Thượng Đế mới là tất cả. Hãy kính sợ Thượng Đế, đừng gây ra quá nhiều đau đớn cho kẻ khác bởi vì họ đều là con cái của Thượng Đế. Chúc quý vị may mắn nếu quý vị phải đọa địa ngục và chúng tôi, loài người và các loài khác tôn sùng Thượng Đế, cầu nguyện cho quý vị thức tỉnh. Thương quý vị, Thượng Đế bảo vệ và chào tạm biệt. Cầu mong Thượng Đế giúp quý vị sớm thức tỉnh. Cầu mong Thượng Đế cứu độ linh hồn quý vị sau khi thức tỉnh. Cảm ơn quý vị và cảm ơn tất cả ai lắng nghe. Chúc quý vị vạn sự lành.
Amen. Xin vui lòng truy cập vào trang Supreme Master TV.com, truyền hình vô thượng sư.